Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game đa nền tảng nữa nha anh em. Thì con này mấy anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Thì con này có tên là Củ Châu nha, Củ Châu H5 nha anh em. Đấy, một con game đa nền tảng nha. Đấy anh em thấy con game nhân vật rất là đẹp nha anh em. Đấy, thời trang rồi nè. Thì khi mấy anh em chơi game thì mấy anh em có thể sở hữu những cái món thời trang cực đẹp nha anh em. Đấy, thời trang cực phẩm nha. Đấy anh. Quá đẹp luôn. Thì con này đã được dự quá hoàn toàn nha anh em. Đấy, con game Củ Châu H5 đa nền tảng nha anh em. Rồi thì con game Củ Châu H5 chính thức open server mới nha anh em. Đấy, chính thức open server 1 nha. Vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2022 nha anh em. Đấy, chính thức open server 1 nha. Thì con này mấy anh em khi tạo tài khoản thì mấy anh em sẽ nhận được VIP 10 ha, ở VIP 7 nè, 370k kim ngân bảo nha. À, tặng cho mấy anh em là thời trang SSR ha, vũ khí SSR và cánh SSR nha anh em. Đó, đây là những phần quà VIP nha anh em cho anh em tân thủ khi tạo tài khoản nha anh em. Thì ngoài những cái phần quà tân thủ khi tạo tài khoản thì mấy anh em còn được tặng thêm ba cái cookie tân thủ nữa nha anh em. Đây, anh em nhập ba cái cookie này vào thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà như sau là 200k kim ngân bảo không phá nha anh em. Đấy, thêm cho mấy anh em là thời trang thăng cấp thạch nhân 999 nha, tiên dược thăng cấp thạch nhân 999, thần binh thăng cấp thạch nhân 999 và tặng thêm một bộ đồ xích tiêu đỏ nữa nha anh em. Đấy, bộ đồ VIP nha anh em. Thì mấy anh em nhập cái code này trong phần phúc lợi của game nha. Đấy, tí xíu mình sẽ chỉ cho anh em nhập cái phần code này nha anh em. Thì ngoài những cái phần quà tân thủ á, thì mấy anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ là lái xe nha. Thì mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha anh em. Ở đây có ghi rõ ha, ở đây có 3 bước nha anh em. Khi mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước á thì mấy anh em gửi về bay nha. Thì anh em sẽ nhận được cái phần quà là 50 ca su vào tài khoản nha anh em. Đấy, su này là su nạp nha anh em. Đó, anh em làm nhiệm vụ lái xe thì anh em sẽ nhận được cái 50 ca su này nha anh em. Đó, rất là ngon luôn. Thì cái phần su này mấy anh em có thể mua những cái món đồ ở trong phần WhatsApp nha anh em. Đó, rất là ok nha. Rồi mấy anh em nhớ nha, con này chính thức open server 1 vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Rồi đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mấy anh em sẽ bằng ba cái hình thức cơ bản này mấy anh em sẽ nạp vào để chơi game nha anh em. Đấy, ngân hàng với mô thẻ cào ha. Thì ở đây mấy anh em có thể chơi thêm cái sự kiện là tích nạp nha anh em. Đây, sự kiện tích nạp thì ở đây mấy anh em khi đạt được những cục mốc ở đây thì mấy anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng của sự kiện tích nạp nha anh em. Đó, rất là ngon luôn, anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Và ở đây là cái website nha anh em. Thì mấy anh em sẽ dùng cái su web á, thì mấy anh em sẽ mua được những cái phần quà trong cái website này nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Rồi phần code á, thì mấy anh em vào cái sảnh phúc lợi nha. Đấy, mấy anh em vào cái sảnh phúc lợi, mấy anh em chọn qua cái phần mã gift code nha. Thì mấy anh em sẽ nhập hết ba cái code vào đây nha anh em. Đấy, rất là đơn giản ha, chỉ có ba cái code thôi. Thì mấy anh em nhập vào thì mấy anh em sẽ nhận được những cái phần quà tương ứng nha, giống như khi đầu clip mình nói nha anh em. Đấy, phần quà kim bảo thời trang đồ, bộ đồ xích tiêu đồ. Đó, rất là ngon nha anh em, anh em có thể chơi con này nha. Rồi một lần nữa mấy anh em nhớ nha, Server 1 sẽ chính thức open vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Để anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, Server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.